Thùy Tiên bất ngờ dính líu trong bài đăng của chính thất vụ Nam Thư. CDM phẫn nộ thời gian gần đây, chính thất vụ Nam Thư dần bị cư dân mạng quay lưng, khi cố tình lợi dụng sự tương tác để bán hàng. Không chỉ bán hàng kém chất lượng, mới đây, người này còn nhắc đến Thùy Tiên trong bài đăng gây chú ý. Lùm xùm liên quan tới diễn viên Nam Thư nổi lên từ tháng 7 năm 2024. Dù tới nay đã được khoảng 2 tháng nhưng ồn ào này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguồn cơn chính là việc chủ tài khoản ZD, người tố Nam Thư có mối quan hệ tình cảm với chồng cũ, liên tục đăng đàn bóng gió, khuấy đảo trên mạng xã hội. Không những vậy, người này còn lợi dụng sự theo dõi tương tác lớn của netizen để buôn bán online. Tuy nhiên, ZD lại nhận đăng quảng cáo thuốc giảm cân không rõ xuất xứ, cũng như những mặt hàng kém chất lượng, có thể gây nguy hại ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dùng. Đáng chú ý, trên trang cá nhân ngày 1 tháng 9, tài khoản ZD cập nhật bài đăng bán hàng online. Tuy nhiên, trong bài đăng quảng cáo này, ZD sử dụng hình ảnh Thùy Tiên đang sử dụng sản phẩm. Kèm theo đó là status, ăn cùng anh Thúc Tiến. Giá cả phải chăng, em gom rẻ hàng chính hãng cho cả nhà nha. Bài đăng này đã được ZD khóa tính năng bình luận. Dù vậy, cư dân mạng vẫn chia sẻ rầm rộ và nhiều ý kiến tranh cãi hướng về cô. Netizen tiếp tục lên án hành động câu view trắng trợn để bán hàng của ZD. Dù bị chỉ trích sau loạt phốt nhưng chính thất, trong drama với Nam Thư vẫn không thay đổi. Lần này còn sử dụng hình ảnh của Thùy Tiên để câu kéo sự chú ý. Cư dân mạng không khỏi phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay những nội dung cố tình câu view của tài khoản ZD. Cách đây không lâu, ZD còn gây phẫn nộ khi được cho là lan truyền hình ảnh và thông tin mang tính chất mê tín dị đoan. Khi được cư dân mạng góp ý nên tiết chế, chọn lọc sản phẩm quảng cáo thì tài khoản ZD dùng lời lẽ thiếu lịch sự để đáp trả. Mày có quyền mua hoặc không mua, tao ép mày mua hay gì? Đứa nào lăng nhăng trước đứa đó sai, D nói nhiều, khắp các diễn đàn. Netizen đồng loạt chỉ trích ZD, một số người quay xe, không còn ủng hộ những hành động tư lợi bất chấp của chính thất. Vấp phải phản ứng dữ dội của dân mạng, trên trang cá nhân, ZD đã đăng tải dòng trạng thái xin lỗi. Không lâu sau đó, ZD tiếp tục viết status nhờ cộng đồng mạng tư vấn luật sư để đòi lại quyền lợi, và tiền bạc đã bỏ ra. Dòng trạng thái không rõ ràng này của ZD được cho là khơi lại drama. Tuy nhiên không lâu sau, bài viết xin lỗi và tìm luật sư đã biến mất khỏi trang cá nhân của ZD. Bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ đã là tổn thương nhiều rồi. Nếu không nói được gì tử tế, xin đừng cạnh khóe em ạ. Em cảm ơn, tài khoản ZD chia sẻ. Người này cho biết, lý do đăng bài bán hàng là muốn kiếm thêm kinh tế ổn định cuộc sống, có tiền để thuê luật sư hỗ trợ trong các phiên tòa sắp tới. Nhưng sau khi đăng bài xin lỗi, ZD lại chứng nào tật nấy, thậm chí còn tỏ thái độ không muốn tiếp thu khi được góp ý, trở thành nhân vật chính của drama tình ái chấn động. Nam Thư im lặng một tháng và sau đó tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để lên tiếng. Nam Thư làm rõ các vấn đề được đồn thổi như khẳng định mối quan hệ với ông L, chỉ là bạn bè. Chủ tài khoản ZD đã dựng câu chuyện không có thật gây tổn hại đến cô, và sau đó tống tiền nữ diễn viên 500 triệu đồng. Nam Thư cũng công khai giấy xét nghiệm âm tính với chất kích thích, lên tiếng xin lỗi những người bị vạ lây trong câu chuyện. Tuy lên tiếng nhưng Nam Thư vẫn nhận về nhiều tranh cãi từ dư luận. Sau đó, nữ diễn viên cũng không nhắc đến ồn ào, và cho biết chờ kết quả điều tra từ cơ quan chức năng.